chào các anh em đang xem miền Tây Sô Lai ha. Nay là trưa nắng ngày thứ bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022 nha anh em. À, mình lại tiếp tục gói hàng cho anh em nha. À, sáng nay mình đã đi hai chuyến là gửi tất cả những đơn hàng của anh em ngày hôm qua và mình mới về tới mình làm đường cục anh em. Gói đường cục nè. Hai cái MK 200 gửi cho chú ở ngoài thành phố Biên Hòa Đồng Nai ha. Thì anh em thấy thì ở trong trỏng mình lót rất là nhiều mốt. Ở ngoài mình bao bằng một cái bìa cà tông. Một cái thùng cà tông rất là cứng nha anh em rất là chắc chắn luôn ta gõ bon bon luôn á đấy cho nên khi vận chuyển anh em anh em vận chuyển ảnh anh em có nặng tay xíu thì nó cũng nó cũng đỡ lắm mọi người thì nhiều đơn vị phàn nàn vấn đề vận chuyển nhưng mà giờ cái chuyện đó là chuyện giống như là mình phải cố gắng gói thiệt kỹ thôi chứ mình không thể nào góp ý nổi nữa anh em nói chung là cái cái hệ thống nó lớn cho nên là rất là khó để góp ý cho nó thành công được ha Thôi bây giờ trở lại với cái đơn hàng của chúng ta Một cái UFO ngàn w mình gửi cho anh Nguyễn Phú Lộc Ở chợ Ba Tân Xuân Ba xe ha Chợ Ba xe Tân Xuân à, Trường Lạc Ô Môn Cần Thơ à, Trường Lạc Ô Môn Cần Thơ Ảnh có hỏi mình về vấn đề cái quạt với cái UFO Ảnh chọn mua cái UFO trước Thì à, mình nhắc về cái quạt F198 nha anh em à, cái đó thì bán 1 triệu rưỡi thì giá nó hơi cao đó đó ờ, nhưng mà nó có màn hình thể hiện và nó có remote nha mọi người còn cái 188 l lúc trước là không có đấy cho nên là anh em nên nên gọi là 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 là, là, so sánh những cái nói chung là tiền nào của đó ha à, giá tiền cao thì hàng nó sẽ rất là rất là xịn sò anh em an tâm chứ không phải mình bán giá cao một triệu rưỡi giá cao đâu nha anh em mà là hàng xịn nha hàng xịn mới bán được giá cao đó thì anh em cân nhắc nha thì à, trước mặt anh em là một cái UFO 1000W Giá là 1 triệu 130 ngàn cộng với phí ship Thì à, cái này mình bán qua nay mình bán nhiều lắm Bán nói chung là mình bán cái cái ngàn w này mấy trăm chiếc rồi anh em Đó, Rất là nhiều rồi Đấy. Cho nên là mình nói ít chắc anh em cũng đã am hiểu ha Cái đường kính của cái vòng tròn này là 5 tấc 1 nha À sorry 5 tấc rưỡi nha Đường kính vòng tròn này 5 tấc rưỡi Cái tấm pin này là tấm pin sạc 25W nha Tấm pin sạc 25W Đó Thì uh, à, tấm này màu đen có tấm pin màu trắng nữa nè đó, tùy tùy cái màu trắng cái màu đen mình cũng chả biết cái nào trắng nào đen đó ở đây có 988 con led ba uh, uh, 5730 nha bộ pin lưu trữ thì um, 25 ba giờ đó đèn này thì nó rất là ok anh em mua đèn này nhiều lắm ha uh, thẩm mỹ nữa nha nè ở đây mình uh, uh, sẽ lấy cái remote ra thử ha nãy quên lấy remote nữa chứ mình vừa vừa bỏ pin vào remote rồi mọi người nãy quên lấy ra giờ lấy ra nè à, Bịt tắc kê, ốc vít để chúng ta đút cái ống 60 ống 72 ống 76 vào đây chúng à, ta siết ốc lại à, còn cái remote này để điều khiển ha thì trước khi anh em cần điều khiển cái đèn thì anh em nên bấm cái nút này à, đương nhiên cái đèn này ban ngày nó không có sáng nha cái đây mình muốn test được như mình đó. test được như mình thì anh em phải ướp cái tấm pin xuống radar này nè ốp à, cái tấm pin xuống dưới cho tấm pin nó không thấy ánh nắng mặt trời thì chúng ta mới có thể sử dụng remote một cách bình thường được. Đó. À, đấy ha rồi on/off rồi các kiểu nha à, radar rồi các kiểu à, thoải mái giờ ta bấm radar rồi ta đứng rồi đợi nè đó thì uh, số anh đó là uh, nhận hàng rồi quên cái, bấm cái nút này nè cho nên là đèn nó không có hoạt động được anh em tưởng nó hư không phải nha à, mình ráng đứng vài giây mình uh, tách chế độ radar của đèn nha anh em đứng im vài giây cái đèn nó sụp xuống ha đấy chưa sụp luôn ở đây chúng ta thử lần lần nữa nha rồi, bấm đưa à nè Tắt chế độ radar của đèn nha Lâu dưới ta Đó, nó sụp rồi Quên cái lên rồi nè, thấy không Đấy thì Cái cái đèn này nó thiết kế là Ban đêm mới phát sáng, còn ban ngày không có phát sáng Tại vì ban ngày nó trên cái trụ rất là cao Nếu nó phát sáng người ta không nhìn thấy thì nó hết điện mọi người Nó không còn điện để trữ cho pin Để ban đêm nó, nó, nó xài nữa, cho nên là ban ngày nó không có được cháy, ban đêm nó mới được cháy nha. Mình test chế độ đó rất đơn giản, dở lên, tấm pin thấy mặt trời cái đèn tắt liền nè. Rồi tấm pin không thấy mặt trời nữa thì đèn nó phát sáng, đúng không? Đấy cho nên là à, anh em cần hiểu cái vấn đề đó, tại vì khi anh em à, không có giấu cái tấm pin xuống mà anh em bắt cái đèn cố tình cho nó cháy thì nó đâu có cháy đâu. À, anh em tưởng đâu đèn hư cũng phải nha mọi người, không có phải đèn hư ha. Thì mình cũng nhắc mấy anh em đang à, à, thi công đó là trước khi ta dựng cái đèn lên thì chúng ta bấm nút này báo này thì đèn nó chớp lên cho người ta thấy một cái rồi nó tắt ha đó thì cái, cái vấn đề mà mà khởi động đèn chứ không khởi động đèn lát nữa thì ta dừng cái cột lên rồi rồi chúng ta điều khiển cái đèn không được rồi bắt đầu ta hạ cái cột ra xuống nữa nó mất thời gian nha mọi người đấy thì uh, UFO ngàn này mình vẫn còn bán cho anh em với 1 triệu 130 000 cộng với phí vận chuyển thì uh, cái giá này là nó rẻ lắm rồi cho nên anh em đừng có trả giá nữa nha À, nhiều anh em giờ hơi bao vận chuyển đi này kia nói chung là tiền lời chỉ bằng tiền vận chuyển thôi cho nên bao vận chuyển là kể như không có lời bỏ công cán băng keo rồi mốt xốp đồ này kia nhiều lắm mọi người cho nên là lỗ nha à, mình không bao vận chuyển nữa anh em thông cảm ở trên thị trường thì cái đèn UFO ngàn quá này hiện tại à, mấy anh em đang bán là một triệu tư một triệu tư có bao ship hoặc là không bao ship nhưng mà mình nghĩ bao ship không bao ship vì hiện triệu tư cũng là cao hơn mình rồi mình thì cái đèn này 1 triệu trăm ba chục ngàn phí ship bảy chục nữa thì cho nó là 1 ,2 triệu 2 đi ha nó cũng còn rẻ hơn hơn giá thị trường mà cho nên anh em mua cân nhắc nha đấy mình không bao ship nổi ha thì uh, liên quan tới xuất xứ nguồn gốc của đèn thì đây nãy mình vừa cắt cái tem này cái tem màu trắng này chính là nguồn gốc xuất xứ nha anh em nào quan tâm có thể về nhà đọc cái tem màu trắng này đó nhìn cái thùng này cái thùng này thì chưa chắc nhưng mà cái tem này thì quá chắc ha quá trắng rồi đấy đó là giải đáp của một số anh hỏi đèn này là đèn gì như thế nào này kia sao bán rẻ hơn thị trường này kia bán rẻ là do mình bán rẻ thôi anh em chứ còn cái vấn đề mà đèn nó có chính hãng hay không là nhìn cái tem xuất xứ này là anh em biết này. nè cái tem ghi rất là rõ sản xuất ở đâu xuất phát từ ở đâu bên trung quốc và ai ở công ty nào ở việt nam nhận không công ty nào công ty gì đó à, gì đó ở đâu đâu nè ha ghi đầy đủ đó anh em về nhà đọc ha nói chung là à, chưa mua thì sợ chứ còn mua rồi anh em sẽ biết được là hàng này luôn luôn là hàng chính hãng của genean nó có một cái chuyện hơi tệ một cái là trên cái đèn nó không có đánh không có khắc chữ gì ở đây làm cho anh em nhiều khi anh em lo lắng ha lo lắng không biết có hàng thiệt hay giả nhưng mà đừng có lo nha trên đèn không có chữ thôi mình không biết tại sao nó tha, không có thi công cái chữ ở trên đèn chứ còn hộp bọng đầy đủ hết ha Đó. không có ai mà lấy cái đèn khác bỏ vào cái hộp này đâu mọi người đừng có lo thôi mình chào mọi người nha anh em nào đam mê cứ liên hệ 076 687 4311 ha chào anh em hẹn gặp anh em ở những cái mặt hàng lần sau